Vâng, xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Thì trong quá trình mà Yến hỗ trợ các thầy cô dạy học trên phần mềm Microsoft Teams á, thì Yến nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía thầy cô là cách làm thế nào để chia sẻ cái file PowerPoint trong Microsoft Teams mà giáo viên không muốn chia sẻ cái file đó trong cái mục tệp. Tại vì khi mà chia sẻ trong mục tệp đó là gần như là sinh viên có thể tải xuống được. Vậy thì nó cũng sẽ có rất là nhiều cách. Thì ba cách ở dưới đây Yến hướng dẫn thì đều là chúng ta sẽ chia sẻ cái file PowerPoint khi mà chúng ta đang dạy nhưng sinh viên sẽ không tải về được. Ba cách này thì Yến thấy nó sẽ có những cái ưu điểm và cũng có những cái lưu ý riêng, thì tùy thầy cô có thể là thấy thích hợp mà đối với mình trong những trường hợp nào thì thầy cô sẽ chọn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cô để được biết thầy cô nhớ lại ạ. Để cách chia sẻ thì cách một là Yến sẽ sử dụng là cái chia sẻ và Yến chọn màn hình. Thì thầy cô lưu ý ở đây á, khi mà chúng ta chọn, Yến lưu ý riêng một chút là nếu như thầy cô mà muốn bật một cái file âm thanh hoặc là một cái video ở trên máy tính của chúng ta mà muốn cho sinh viên nghe thấy á, cái âm thanh hệ thống á, thì thầy cô nhớ tích vào chọn vào cái mục là bao gồm âm thanh hệ thống. Ở đây thì do là Yến đang định dạng ở cái loa của âm thanh máy là chọn là phần mềm Clip nên là Yến sẽ vào trong cái mục cài đặt này. Đúng không ạ? Yến sẽ chọn là mục là hiển thị cài đặt. Vào trong mấy cái mục hiển thị cài đặt này, Yến sẽ tích bỏ cái phần loa là Clipper này đi và Yến sẽ chọn là speaker thôi. Đó. Ok. Rồi tiếp theo là Yến sẽ quay lại và Yến vào mục chia sẻ, thì ở đây là thầy cô sẽ nhấn vào mục là cái vấn đề là Yến muốn đang muốn chiếu cái file PowerPoint, thì ở đây là Yến sẽ sử dụng là chia sẻ và nhấn vào chia sẻ màn hình. Đó, thầy cô sẽ nhấn nhìn thấy một cái màn cái viền màu đỏ bao quanh cái màn hình nền này, thì toàn bộ cái này và mọi thao tác của chúng ta làm cái gì, chúng ta mở ứng dụng gì đều sinh viên đều nhìn thấy hết. Thì bây giờ là muốn chia sẻ file PowerPoint thì thầy cô cũng chỉ mở file PowerPoint ở trên máy của thầy cô thôi, thì sinh viên nó cũng chỉ xem đấy thôi và nó không tải được. Sau đó là thầy cô sẽ mở cái file PowerPoint lên. Thì giả sử Yến ở đây Yến có sẵn một cái file PowerPoint là ở đây rồi, thì Yến sẽ mở cái file PowerPoint này lên. Trong quá trình giảng dạy thì thầy cô cũng show lên bình thường mà sao. Cách số 2 Yến xin chia sẻ là nhấn vào mục chia sẻ này và thầy cô sẽ chọn cái PowerPoint mà chúng ta đang mở. Đây, trong cái thì chúng ta chọn cửa sổ. Đây giả sử Yến đang mở cái file PowerPoint là chương số 1 cái bài toán thì Yến cũng nhấn vào đây. Và nó sẽ cũng sẽ là chia sẻ cái file PowerPoint này. Đó là cách số 2 chúng ta chia sẻ PowerPoint. Và cách này thì sinh viên cũng chỉ có xem được thôi chứ không có tải về được thầy cô ạ. Rồi đến cách số 3. Số 3 ở đây Yến sẽ thấy nó rất là hữu dụng trong quá trình Yến giảng bài. Sử dụng là trong cái mục chia sẻ này, Yến sẽ dùng cái mục là duyệt. Đó. Hay là bên tiếng Anh ấy, thì cô sẽ thấy là mục có chữ là Pro. Thì thầy cô sẽ nhấn vào đây. Và Yến sẽ chọn là OneDrive. Yến sẽ tải lên từ một cái OneDrive của mình. Thì bây giờ Yến sẽ demo cái bước này. Để làm cái cách bước số 3 này thì Yến sẽ làm như sau, thì cô sẽ vào làm mục tệp này. Đó, thì cô sẽ chọn OneDrive. Trong cái mục OneDrive này, giả sử thầy cô đang dạy về cái môn là lập trình Pascal đi chẳng hạn, hay là nhập môn lập trình nhé, thì cô sẽ tạo mới một cái thư mục. Cô gọi tên là nhập môn lập trình. Sau khi chúng ta tạo xong á, thì thầy cô sẽ thấy có một biểu tượng hình thư mục mới được tạo ra, chúng ta nhấn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ tải cái tệp này lên. Đây giả sử tôi sẽ tải lên hai cái file PowerPoint của tôi muốn tải lên là ở nằm ở desktop, giả sử tôi sẽ chọn hai cái tệp này. Open. Như vậy thầy cô sẽ thấy hai tệp này đã được tải và ở chế độ chia sẻ
đang ở trên cái chế độ ở đây là riêng tư, chỉ có Yến mới là người chủ sở hữu và Yến mới xem được thôi. Đó, sau khi mà chúng ta tải lên xong, chúng ta sẽ vào lại cái chế độ Meet Now này. Chúng ta sẽ nhấn vào mục chia sẻ, các thầy cô nhấn vào mục duyệt, chọn OneDrive, nhấn vào nhập môn lập trình là cái tệp mà Yến vừa mở. Sau đó Yến chọn tệp và nhấn vào chia sẻ. Thì thầy cô sẽ thấy ở đây là chúng ta sẽ có thấy một cái giao diện PowerPoint nó hiển thị ngay ở trong lòng của Teams luôn, đúng không ạ? Và Yến thấy rất là hay trong cái việc này là ví dụ như là chúng ta vừa giảng bài, chúng ta có thể vừa là quản lý cái mục chat ở đây. Đó, chúng ta có thể chat tương tác với học sinh, sinh viên. Có thể xem nhấn vào mục là hiển thị số người tham gia để chúng ta biết được là ai đang tham gia ở đây và ai đã thoát ra ngoài, vân vân. Thì đó là một cái ưu điểm rất là hay. Và trong quá trình giảng á, thì ở đây nó có một cái lưu ý. Đầu tiên là Yến muốn nói đó là ở chế độ này á, thì sinh viên có thể là nó có thể là tự động chiếu cái slide này được để cho nó không điều khiển. Thì chúng ta sẽ nhấn vào một cái con mắt này là dừng cho không cho sinh viên điều khiển. Và thì đó là cái cách mà Yến dùng chia sẻ trong việc là Yến trình bày PowerPoint. Và ở đây xin lưu ý với các thầy cô ở ý thứ hai là trong cái phần chia sẻ bằng duyệt trên OneDrive này thì chúng ta sẽ lưu ý là thầy cô sẽ giả sử Yến sẽ tải cái tệp này thì gần như là nó sẽ không trình chiếu, thầy cô sẽ không thấy nó trình chiếu hoặc là nó sẽ hiển thị ra một cái lỗi nào đó. Thì ở đây là do là thầy cô đặt ở cái file chia sẻ này nó có dạng là có tên và có dấu, tên là có dấu và có ký tự đặc biệt. Thì thầy cô lưu ý lúc này chúng ta lại phải vào OneDrive, chúng ta đổi cái tên này thành viết không dấu thì giống như cái tệp này thì sẽ chia sẻ được bình thường. Thế đó là cái cách thứ ba mà Yến đã vừa chia sẻ với thầy cô. Thì như vậy là cái chia sẻ của Yến về ba cách trình bày chia sẻ trong PowerPoint như thế nào, Yến đã chia sẻ với thầy cô và hy vọng thầy cô sẽ sử dụng linh hoạt ba cách này trong đúng quá trình chúng ta giảng dạy. Xin chào quý thầy cô và các bạn.